Cá mập, bạch tuộc, cá voi, mực khổng lồ, chúng đều là những sinh vật tuyệt vời và nguy hiểm đang sống ở đại dương. Nhưng tất cả chúng vẫn chưa ngầu bằng hai loài này đâu, tôm tít và tôm gõ mõ. Chúng sở hữu vài trong số những siêu năng lực đáng kinh ngạc nhất trong mọi loài của vương quốc động vật. Hãy cùng xem nhé! Một trong những đặc điểm thú vị nhất của tôm tít là đôi mắt của chúng. Không sinh vật nào khác có cấu trúc cơ quan thị giác độc đáo như vậy. Mỗi mắt có vài đồng tử liên tục thay đổi hình dạng. Chúng có thể cử động riêng biệt và cùng lúc, vừa tập trung vào một số vật thể nhỏ đồng thời vừa nhìn thấy bức tranh bao quát. Bởi thế nên mắt của tôm tít xịn hơn mắt người gấp mấy lần. Đó chính là lý do đấy. Chúng ta có 3 tế bào cảm quang, đỏ, lục và lam. Tất cả những màu khác mà chúng ta thấy đều là sự kết hợp của 3 màu này. Chó có 2 tế bào cảm quang, lục và lam. Vì vậy, thị lực của chúng không tốt bằng con người. Một số loài chim có cả 3 tế bào cảm quang cộng với 1 tế bào cảm nhận ánh sáng cực tím. Thật khó để ta hình dung cách chúng nhìn thế giới. Bướm có 5 tế bào cảm quang. Chúng cũng nhìn thấy ánh sáng cực tím và phân biệt màu sắc tốt hơn chúng ta nhiều. Ấy vậy mà tôm tít có hẳn 12 đến 16 tế bào cảm quang. Không có công nghệ nào cho phép bạn nhìn thế giới qua mắt chúng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hãy cố nghĩ ra một màu mới đi. Con người dùng đôi mắt để nhìn thế giới xung quanh, nhưng tôm tít có thể sử dụng thị lực để giao tiếp thông qua ánh sáng phân cực. Để hiểu nó là gì, hãy tưởng tượng bạn đang cầm một sợi dây theo phương thẳng đứng. Nếu bạn lắc sợi dây từ bên phải qua trái, nó sẽ có hình chữ S. Sóc sợi dây và đầu tự do của nó sẽ di chuyển hỗn loạn. Bây giờ hãy xem 10 sợi dây di chuyển như thế nào nhé. Đây là cách sóng ánh sáng thông thường hoạt động. Chúng di chuyển một cách hỗn loạn. Giờ hãy tưởng tượng các sợi dây chuyển động theo một kiểu nhất định. Chúng chỉ có thể đi theo một hướng cụ thể, lên, xuống, ngang, dọc. Chúng có thể đi theo đường xoắn ốc, đường chéo. Nhưng chúng đang chuyển động đồng thời như thể một sợi dây được phản chiếu trong hàng chục tấm gương vậy. Chuyển động như vậy của sóng ánh sáng được gọi là ánh sáng phân cực. Bạn có thể mua kính phân cực ánh sáng và xem nó hoạt động như thế nào. Ánh sáng chói ít đi thì bức tranh sẽ trở nên chính xác hơn và có cấu trúc hơn. Mắt bạn sẽ không bị mỏi nhiều nữa. Ngoài ra, trong đại dương cũng có sự phân cực ánh sáng. Các phân tử nước cùng một lúc phản xạ sóng ánh sáng và tôm tít nhìn thấy điều đó. Một số loài động vật dùng sự phân cực để điều hướng. Chúng có thể phân tích sóng ánh sáng đến từ một vật thể và dùng thông tin này để xác định vị trí. Hãy tưởng tượng các tia sáng tỏa ra mọi hướng từ ngôi nhà của bạn. Bạn đã đi rất xa và giờ không thể thấy ngôi nhà, nhưng sóng ánh sáng vẫn còn đó. Bạn đi theo sóng này và quay về nhà. Các nhà khoa học không biết liệu tôm tít có sử dụng kiểu điều hướng này hay không. Có lẽ chúng cần ánh sáng phân cực cho các nghi thức tán tỉnh của mình. Khoa học hiện đại biết rất ít về sự giao tiếp thị giác phức tạp như vậy. Nhưng người ta đã nghiên cứu ra một khả năng đáng kinh ngạc khác của tôm tít, cú đấm siêu phàm. Tuy tôm tít có nhiều giống khác nhau, nhưng ta có thể chia đơn giản thành hai loại, tôm giáo và tôm búa. Nhóm đầu tiên có móng vuốt trước sắc nhọn với các khía ở đầu. Nhóm thứ hai có móng vuốt dạng cây chùy. Với sự trợ giúp của những móng vuốt này, tôm tít tung cú đấm nhanh nhất trong mọi loài động vật trên trái đất. Cú đấm nhanh đến nỗi việc nhìn thấy nó là hầu như không thể. Chỉ máy ảnh có ống kính mạnh mới chụp được cú đấm ấy. Trước tiên, sinh vật này nhắm mục tiêu với đôi mắt độc đáo của mình. Sau đó, nó di chuyển về phía trước nhanh như chớp và tấn công kẻ thù bằng móng vuốt trước. Việc né cú đấm ấy là gần như không thể. Tôm tít có thể dễ dàng phá hủy áo giáp của cua ẩn sĩ hoặc vỏ của tôm hùm đất. Và bạn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh va chạm phát ra từ bể cá đầy nước, giống với một tiếng đồng xu khi rơi xuống sàn. Nếu thành kính của bể cá quá mỏng, tôm tít có thể phá vỡ nó. Chúng làm được điều này nhờ khả năng tích trữ năng lượng cũng như hệ lò xo sinh học phức tạp trong cơ bắp của mình. Móng vuốt của tôm tít có các chốt đặc biệt để khóa lò xo lại. Khi năng lượng được tích lũy đủ, tôm tít sẽ giải phóng lò xo. Tại thời điểm va chạm, nước xung quanh sẽ bắt đầu sôi lên. Tôm tít không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Chúng dễ dàng chiến đấu với bạch tuộc, cá, thậm chí cả con người. Tôm tít nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe khoắn và hung dữ. À, mà nhân tiện, chúng không phải tôm, cũng chẳng phải bọ ngựa. Các nhà khoa học gọi loài này như vậy là do sự tương đồng trong ngoại hình. Nhưng sao móng vuốt của chúng có thể còn nguyên vẹn sau những cuộc tấn công máu chiến như vậy chứ? Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra rằng vỏ của tôm tít được bao phủ bởi các hạt nano độc đáo có cấu trúc giống như vây cá. Trong quá trình đấm, năng lượng được phân tán đều trên tất cả các hạt này.
Đôi khi, cấu trúc lá chắn có thể sụp đổ, nhưng Comtech không quan tâm vì vỏ của nó sẽ lành lại sau một thời gian. Thử bóp một viên marshmallow đi. Bạn thấy viên kẹo về lại dạng ban đầu chứ? Các tinh thể nano trên móng vuốt của Comtech hoạt động tương tự như vậy. Khi đi săn, sinh vật này sẽ đào một cái lỗ dưới đáy biển và nấp mình giữa các rạn san hô và tảo. Khi bữa tối xuất hiện, Comtech ngay lập tức đọc được khoảng cách và kích thước của mục tiêu bằng mắt. Sau đó, nó lao đến bữa ăn sắp tới của mình, nhanh như tên lửa. Trên mạng có rất nhiều video cho thấy cảnh Comtech săn tôm hùm đất có vỏ cứng. Chúng chỉ đơn giản là xé toạc lớp bảo vệ của tôm hùm đất như thể nó được làm từ pha lê mỏng manh vậy. Một sinh vật đáng kinh ngạc khác là tôm gõ mõ. Đây là một tay cao bồi thực thụ của thế giới dưới nước. Nó nhỏ, dài chưa tới 10cm và có hai móng vuốt không đều nhau. Một móng vuốt giúp nó cầm thức ăn và các vật khác. Móng vuốt thứ hai lớn hơn bằng một nửa cơ thể của con tôm. Chức năng chính của nó là giải phóng các vụ nổ năng lượng mạnh mẽ. Nhìn kìa, một con tôm gõ mõ đang rình mồi trong một dạng san hô. Một con cá lớn gấp mấy lần đang bơi ngang qua. Con tôm nhấc móng và bắn ra bong bóng. Tốc độ của nó xấp xỉ 95 km/h, bằng tốc độ trung bình của ô tô trên đường cao tốc. Cú tấn công ấy làm con cá bị bắn ra xa. Để hiểu rõ hơn về lượng năng lượng mà tôm giải phóng, bạn cần nghe âm thanh mà nó tạo ra. Âm lượng của tiếng gõ có thể lên tới 210 decibel. Tiếng pháo nổ còn êm hơn gấp mấy lần. Tiếng của máy bay phản lực vào khoảng 140 decibel. Bạn có thể cúi đầu xuống nước và nghe thấy tiếng lách cách. Tên của tôm được đặt dựa vào âm thanh như tiếng gõ mõ này. Chỉ vài con tôm gõ mõ thôi là đã đủ gây ảnh hưởng đến hệ thống định vị của tàu ngầm đấy. Sinh vật này sử dụng móng vuốt không chỉ để săn và xua đuổi kẻ thù lớn, mà còn để thu hút bạn tình nữa. Vâng, móng vuốt càng lớn thì cơ hội cưa đổ con cái càng cao. Nhưng hãy xem xét kỹ hơn cách mà loài động vật này tạo ra bong bóng nhé. Con tôm gõ mõ đang nâng phần trên của móng vuốt lên, giống như màn chập cửa sổ vậy. Bên trong đốt móng vuốt có một kẽ hở nhỏ. Nước sẽ đi vào qua kẽ ấy. Sau đó, nó xuýt móng vuốt lại như một cái piston. Áp lực nước sẽ đánh bật nước ở khe hở, làm nóng và biến nó thành hơi nước. Nhiệt độ tăng cao đến mức tạo ra một tia sáng. Tất cả những điều này xảy ra nhanh đến mức bong bóng được tạo ra. Nhưng mắt người hầu như sẽ không thể thấy được quá trình này. Giống như khi bạn vỗ tay rất nhanh dưới nước, âm thanh chói tai và sóng xung kích có thể xua đuổi hoặc hạ gục bất kỳ con cá nào. Đặc điểm tuyệt vời thứ hai của loài tôm này là mối quan hệ cộng sinh của nó với các dạng sống khác dưới biển. Để bảo vệ bản thân, chúng hợp tác với một số loài cá khác. Tôm gõ mõ cũng giúp đỡ đối phương. Nhìn kìa, một con tôm đã gặp một con cá nhỏ. Bây giờ, chúng đang cùng nhau đi tìm nơi trú ẩn. Con tôm bắt đầu đào cát trong khi con cá quan sát xung quanh. Nếu kẻ thù xuất hiện, nó sẽ báo hiệu cho con tôm. Đối phương sẽ gõ mõ và xua đuổi những vị khách không mời. Sau đó, khi hang đã được đào xong, chúng sẽ cùng nhau đi săn. Nếu một con cá lớn xuất hiện, chúng sẽ trốn vào nơi ở mới. Tôm cũng giúp đối phương kiếm ăn nữa. Đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu một trận đấu giữa tôm tít và tôm gõ mõ xảy ra, tôm tít ắt hẳn sẽ chiến thắng. Cú đấm của nó uy lực mạnh hơn nhiều so với bong bóng do tôm gõ mõ tạo ra. Nếu một con tôm gõ mõ tấn công tay bạn, bạn sẽ cảm thấy một chút áp lực lên da, nhưng sẽ không có chuyện gì khủng khiếp đâu. Tuy nhiên, đừng bao giờ cố chạm vào tôm tít nhé. Ngư dân biết rằng những con vật này có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Bạn có thể cảm nhận được cú đấm ngay cả khi đi giày và găng tay dày. Đã có nhiều trường hợp con người vô tình dẫm phải những sinh vật này. Tất nhiên là những câu chuyện không vui vẻ gì rồi. Tin tôi đi. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra đáy biển ở những nơi loài này sinh sống. Và hãy nhớ rằng, tôm tít thường ẩn náu ở vùng nước đông. Vậy nên, đi đứng cẩn thận nha.